Unit 4. Music and Arts. A Closer Look 1. Trong tiết học này, các em sẽ được thực hành về phần từ vựng và phát âm. Đối với từ vựng, chúng ta sẽ có một số từ và cụm từ liên quan đến chủ đề của bài 4, Music and Arts, âm nhạc và nghệ thuật. Đối với phần phát âm thì chúng ta sẽ được thực hành hai âm, đó là âm sh và âm z. Trước khi đi vào bài, các em hãy cùng cô đọc một số từ vựng liên quan đến bài nhé. Art gallery. Concert hall. Actress. Artist. Composer. Compose. Musician. Painter. Paint. Puppet theater. Perform. Play. Show. Take a photo. Portrait. Photography. Drawing. Scientist. Poet. Museum. Orchestra. Excellent. Leisure time. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng làm từng phần của bài học. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ được thực hành về từ vựng thông qua bài tập 1. 1. Listen and repeat these words and phrases. Yêu cầu của hoạt động 1 là chúng ta nghe và lặp lại những từ và các cụm từ dưới đây. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát vào bài. Các em lắng nghe và thực hành theo máy nhé. Art gallery. Composer. Concert hall. Musician. Actress. Painter. Artist. Puppet theater. Các em vừa lắng nghe và lặp lại theo máy. Đây cũng là những cái từ và cụm từ cô đã cho trong phần từ mới ở phần đầu bài. Write them in the correct columns. Sau khi chúng ta thực hành nghe và lặp lại theo máy các từ và cụm từ vừa rồi thì chúng ta sẽ có một yêu cầu là các em sẽ viết chúng vào những cột đúng. Ở đây thì các em có hai cột. Cột thứ nhất là pupil, người, và cột thứ hai places là địa điểm. Thì chúng ta sẽ chọn các từ và cụm từ viết vào hai cột sao cho thích hợp các bạn nhé. Đối với cột thứ nhất pupil, các em có các từ sau đây: painter, họa sĩ. Chúng ta có thể đưa vào đây từ musician là nhạc sĩ. Composer, người sáng tác. Tiếp theo các em có thể đưa vào từ artist hoặc là từ actress là nữ diễn viên. Và đối với cột place thì chúng ta có thể đưa vào cho cô các cụm từ và từ sau đây: concert hall, phòng hòa nhạc, hoặc là puppet theater, nhà hát múa rối, hoặc là art gallery, phòng trưng bày nghệ thuật. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 2. 2. Match a word in a with a word or phrase in B. Yêu cầu của hoạt động 2 là chúng ta sẽ nối một từ trong cột A với một từ trong cột B sao cho hợp lý. Ở từ số 1, chúng ta có compose là động từ sáng tác. Như vậy, các em có thể ghép với cho cô từ music. Và các em được cụm từ compose music, có nghĩa là sáng tác nhạc. Số 2, chúng ta có động từ paint, có nghĩa là sơn hoặc vẽ. Chúng ta sẽ nối với cho cô từ portrait, là một bức chân dung. Cụm từ paint a portrait, có nghĩa là vẽ một bức chân dung. Ở số 3, chúng ta có perform, biểu diễn. Thì ở đây chúng ta có thể nối với cho cô là a show. A show ở đây có nghĩa là một chương trình. Thì cụm từ perform a show là biểu diễn một chương trình. Số 4, động từ play, play the guitar là chơi đàn guitar. Câu số 5 là động từ take, thì chúng ta sẽ nối với a photo. Take a photo là chụp một bức ảnh. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng chuyển qua hoạt động số 3 nhé. 3.
Underline the correct word or phrase to complete each sentence. Yêu cầu của phần số 3 là chúng ta gạch chân từ hoặc là cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu sau đây. Ở đây các em có 5 câu và mỗi câu thì chúng ta sẽ có 2 cái sự lựa chọn. Như vậy, để biết được là lựa chọn từ nào thì chúng ta phải đọc cái phần trước và phần sau của chỗ bỏ trống này để chúng ta có thể lựa chọn từ đúng các em nhé. Câu số 1. The little girl's upper kitten shows a lot of talent. Chúng ta có 2 sự lựa chọn là drawing, là bức vẽ, photography, là nhiếp ảnh. Như vậy các em có thể dựa vào nghĩa của câu, chúng ta có thể chọn cho cô từ drawing các bạn nhé. Và câu này là bức vẽ của cô gái nhỏ về chú mèo của cô ấy thể hiện rất nhiều tài năng. Câu số 2. Văn Cao was a great Vietnamese. He was also a painter and poet. 2 sự lựa chọn là scientist, nhà khoa học, hoặc là composer, là người sáng tác. Như vậy thì Văn Cao khá nổi tiếng, đó là một nhà soạn nhạc đúng không? Chúng ta phải chọn cho cô là composer. Văn Cao là một nhà soạn nhạc lớn của Việt Nam. Ông ấy cũng là một họa sĩ và là một nhà thơ. Câu số 3. The Louvre in Paris is the world's largest theater. 2 sự lựa chọn là museum và puppet. Vậy thì đây là một cái thông tin, nếu như chúng ta đã tìm hiểu thì các em có thể thấy cái tên riêng là Louvre ở Paris, đây chính là một bảo tàng rất là nổi tiếng ở Paris. Cho nên đáp án của chúng ta lựa chọn sẽ là museum các bạn nhé. Câu số 4. The orchestra will perform its final of the season tomorrow. 2 sự lựa chọn của chúng ta là portrait và concert, là bức chân dung và buổi hòa nhạc. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được là ban nhạc thì phải biểu diễn về buổi hòa nhạc. Cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án thứ hai là concert. Dàn nhạc sẽ biểu diễn buổi hòa nhạc cuối cùng của mùa giải vào ngày mai. Câu số 5. Did you see the film Amazon Jungle on TV last night? The was excellent. Chúng ta có 2 phương án là photography và drawing. Đó là nhiếp ảnh và bức vẽ. Bạn đã xem cuốn phim Amazon Jungle trên TV tối hôm qua phải không? Và dựa vào tình huống của câu này thì chúng ta có thể chọn từ là nhiếp ảnh rất là tuyệt vời. Có nghĩa là nhiếp ảnh của cái cuốn phim đó. Chúng ta sẽ chọn cho câu photography. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành phát âm thông qua bài tập 4. Sh and j. 2 âm mà các em thực hành ở đây là âm sh và âm j. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds sh and j. Yêu cầu của hoạt động 4, lắng nghe và lặp lại. Các em hãy chú ý vào các âm sh và âm j. Ở đây chúng ta sẽ có một số từ và được chia sẵn làm 2 cột. Đối với âm sh, chúng ta có 4 từ ở cột bên trái và âm j, chúng ta có 4 từ ở cột bên phải. Đầu tiên, các em hãy quan sát vào bài, lắng nghe và thực hành theo máy nhé. Sh. Musician. Show. Share. Nation. J. Television. Visual. Unusual. Decision. Những từ ở cột bên trái đối với chữ cái được viết màu đỏ thì khi phiên âm chúng sẽ được phát âm là sh. Còn các từ ở cột bên phải thì đối với các chữ cái màu đỏ này khi phiên âm chúng sẽ được phát âm là j. Cụ thể hơn thì cô đã tra trước cho các em phần phiên âm ở đây, chúng ta có thể nhìn vào để mình thấy rõ hơn về chữ cái nào phát âm như thế nào các bạn nhé. 4 từ đầu tiên tương ứng với trong phần sách giáo khoa mà chúng ta vừa thực hành là các từ có chứa âm sh, là các từ sau đây: musician, show, share, nation. Và 4 từ mà cô để ở mực màu xanh là các từ mà có chứa âm j. Cụ thể như sau: television, visual, unusual, decision. 5. Listen and repeat. Listen again and single underline the words with the sound sh and double underline the words with the sound j. Chúng ta lắng nghe và lặp lại theo máy. Sau đó các em sẽ nghe lại và gạch dưới đơn K
các từ có âm sh và gạch dưới kép các từ có âm z. Gạch dưới đơn có nghĩa là chúng ta chỉ gạch một gạch, còn gạch kép có nghĩa là chúng ta sẽ gạch hai gạch các bạn nhé. Đầu tiên, các em hãy quan sát vào bài, lắng nghe và thực hành theo máy. 1. We finally came to a decision. 2. Did you watch the talent show on TV last night? 3. Let's share the pictures we took last week. 4. She often paints in her leisure time. 5. It was a pleasure to listen to the musicians performing yesterday. Bây giờ, các em sẽ nghe lại theo máy và chúng ta sẽ tìm những từ có chứa âm sh để gạch chân bằng một gạch và chúng ta sẽ tìm những từ có chứa âm z để gạch chân bằng hai gạch các bạn nhé. 1. We finally came to a decision. Câu số 1. We finally came to a decision. Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến được quyết định. Vậy thì ở câu này chúng ta có từ là decision. Decision. Các em thấy chúng ta có âm z. Cho nên ở đây chúng ta sẽ gạch bằng hai gạch với từ này các bạn nhé. 2. Did you watch the talent show on TV last night? Và câu số 2. Did you watch the talent show on TV last night? Bạn có xem chương trình biểu diễn tài năng trên TV tối hôm qua không? Trong câu này các em nghe được từ show. Show. Chúng ta có âm sh. Cho nên từ này chúng ta sẽ gạch bằng một gạch các bạn nhé. 3. Let's share the pictures we took last week. Let's share the picture we took last week. Hãy chia sẻ những bức ảnh mà chúng ta đã chụp được ở tuần trước. Trong câu này thì chúng ta sẽ có từ share. Share với âm sh. Cho nên từ này chúng ta sẽ gạch bằng một gạch. 4. She often paints in her leisure time. Câu số 4 chúng ta nghe được là she often paints in her leisure time. Cô ấy thường vẽ trong thời gian rảnh rỗi của mình. Câu này thì chúng ta có thể nghe được từ đầu tiên là từ she. She với âm sh. Cho nên từ này chúng ta sẽ gạch bằng một gạch. Và từ thứ hai chúng ta nghe được là leisure. Leisure âm z. Chúng ta sẽ gạch từ này bằng hai gạch các bạn nhé. 5. It was a pleasure to listen to the musicians performing yesterday. It was a pleasure to listen to the musicians performing yesterday. Rất vui được nghe các nhạc công biểu diễn ngày hôm qua. Như vậy thì ở trong câu này chúng ta có thể nghe được hai từ. Thứ nhất là từ pleasure. Pleasure. Từ này có chứa âm z, cho nên chúng ta sẽ gạch bằng hai gạch. Và từ tiếp theo là từ musician. Musician với âm sh. Chúng ta sẽ gạch từ này bằng một gạch các bạn nhé. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay với 5 phần. Đối với phần từ vựng, các em sẽ học thuộc một số từ và cụm từ liên quan đến chủ đề của bài, âm nhạc và nghệ thuật. Đối với phần phát âm, chúng ta sẽ luyện tập cho cô hai âm sh và âm z và một số bài tập kèm theo các bạn nhé.